Đầu tiên là các anh chị thấy rằng là trong cái ứng dụng này của tôi á, là tôi đã viết hết rồi. Ứng dụng này thì nó chỉ minh họa là hai cái chức năng là tra cứu với thêm mới thôi, và tôi đã viết hết rồi ha. Tôi viết hết rồi, bây giờ là nó vẫn chạy được như thường, nhưng mà tôi chừa lại cho các anh chị 6 hàm nha. Tôi chừa lại cho các anh chị 6 hàm, 3 hàm ở hệ khách và 3 hàm ở hệ phục vụ. Các anh chị viết vô 3 hàm, mỗi thứ 3 hàm nữa là nó chạy, phải không ạ? Ví dụ như công ty này á, cập nhật như thế này nó cũng hiện lên được rồi. Nhưng mà các anh chị sửa này, các anh chị bấm đồng ý cái á thì nó sẽ báo lỗi. Lỗi đó không phải là lỗi dữ liệu, mà lỗi là của tôi để lại cho các anh chị. Nó bảo là lỗi do chưa lập trình hệ khách. Chúng là tôi sẽ, các anh chị sẽ thấy là sao, phải không ạ? Nhân viên này á, chúng ta vẫn có thể tra cứu được. Nói chung là những cái phần nào mà nó không có ghi dữ liệu lên á là nó không liên quan cho đến cái phần đọc nút á, phải không ạ? Chúng ta thêm vô, nhưng mà chúng ta để cái rỗng như thế này nó báo kiểu khác, tên phải khác rỗng gì đó. Còn nếu mà vô đầy đủ hết rồi thì nó bảo là lỗi chưa lập trình hệ khách. Chưa lập trình hệ khách, được không? Nó chạy hết rồi nha. Tại sao lại nó có cái lỗi chưa lập trình hệ khách? Tại vì tôi chừa lại ở đây 3 hàm và tôi chừa lại trên hệ phục vụ 3 hàm. Các anh chị mới ngó là ba cái hàm này tôi không có làm gì trong này hết, hàm ghi mới nút. Tức là lỗi do chưa lập trình hệ khách, nó tả về một cái chuỗi khác rỗng, hiểu không ạ? Thì các anh chị phải làm vào trong cái chuyện này, phải làm vào trong cái chuyện này. Thì tôi chừa lại cho các anh chị ba hàm ở trên này và ba hàm ở trên này. Ba hàm trên này tôi để sẵn là nếu mà các anh chị viết đủ hệ khách á, mà các anh chị chưa viết hệ phục vụ thì nó sẽ trả về cái này, thì nó sẽ báo ra là lỗi chưa lập trình trên hệ phục vụ, được không? Rồi tôi mới minh họa là ở đây là các anh chị mới thấy cái tôi nói á, là ở trên cái hệ khách á thì là chúng ta có cái view layer là những cái này, đúng không ạ? View layer nó cộng thêm cái xử lý thể hiện này nữa nè. Cái business layer là chúng ta là những cái xử lý nghiệp vụ này, được không ạ? Cái data layer trên hệ khách là cái hàng này. Còn ở trên cái hệ phục vụ á là chúng ta có cái data layer trên hệ phục vụ là mấy cái này nè. Rồi chúng ta sẽ có cái phần gọi là cái service layer, là cái phần này là cái xử lý dịch vụ này đây. Trong cái xử lý dịch vụ này thì trước tôi có nói rồi á, phải không ạ? Các anh chị đã biết cách thực hiện rồi đó. Thì nó phải tạo ra một cái interface. Thì interface này nè, interface là chỉ mô tả thôi chứ không có thực hiện. Và nó sẽ có thực hiện. Và các anh chị mới thấy là cái hàm này nó chỉ là vỏ bọc thôi. Đọc gốc này thì nó gọi xuống lưu trữ, đọc gốc ghi mới nút này nó gọi xuống hết. Chỉ có điều á là các anh chị mới để ý thấy á, là cái hàm đọc gốc trước đây của chúng ta đó là nó trả về một XML element, còn bây giờ nó trả về một cái string, là một cái chuỗi XML. Cái hàm ghi mới nút á, trước đây á, là chúng ta dùng là ghi mới một cái XML element, bây giờ nó là một cái chuỗi XML. Cái tham số nó đổi. Lý do tại sao là tôi lại thiết kế như thế này, tại sao tôi không thiết kế nó là XML element luôn? Tôi không thiết kế á, là do cái khái niệm về DOM á, khái niệm về XML element á, thì cái khái niệm này á, là được hiểu trong những cái ngôn ngữ lập trình khác nhau, ở những cái công nghệ khác nhau nó hiểu theo cái kiểu khác nhau hết, cũng cùng là DOM thôi. Nhưng mà ở Java là hiểu theo cái nghĩa khác, nó dùng một cái đối tượng khác của nó. Ở JavaScript nó khác, ở PHP nó khác. Thì cái dịch vụ này chúng ta viết ra để mà chuẩn bị mở rộng cho tương lai, thì là chúng ta nếu mà dùng cái XML element thì nó sẽ không tả về mấy cái nơi khác, là nó không hiểu. Còn riêng Microsoft thì bản thân Microsoft nó cũng có hai cái DOM khác nhau. Microsoft cũng có hai cái DOM khác nhau. Xin lỗi. Do đó nó rất là lộn xộn, rất là lộn xộn. Nhưng mà tất cả đó đều hiểu cái khái niệm tài liệu XML hay đều hiểu khái niệm chuỗi XML như nhau hết. Do đó là mình sẽ thiết kế là cái tham số á,
cái trao đổi qua lại giữa những cái hàm xử lý á, là nó thông qua cái chuỗi XML. Nó cực hơn chút đó là, nhưng mà nó sẽ, cái kỹ thuật này nó giúp cho các anh chị xây dựng được một cái dịch vụ dữ liệu mà có thể phục vụ cho nhiều loại hành khách khác nhau. Thì tôi minh họa là cái phần mà nó gọi như thế nào ở bên hành khách nè. Cái đọc gốc này cũng vậy thôi. Nó khai báo một cái dịch vụ gì trước tôi có nói rồi ha không ạ. Chúng ta gọi là đọc gốc thì nó trả về một cái chuỗi. Thì cái chuỗi này á thì chúng ta mới bạc rồi nó đi thôi. Cái tạo gốc XML á thì nó không là cái gì đâu. Tạo gốc XML thì ở đây là chúng ta chỉ làm cái đoạn này thôi. Tức là load XML này lại thôi, không có chuyện gì hết ha. Thì ở đây là tôi sẽ chạy debug từng bước cho các anh chị thấy là cái quá trình nó thực hiện. Chỉ có điều rằng là cái project này á là tôi đang cung ứng cho các anh chị là trên cái framework là 3.5. Trên framework là 3.5. Framework đó là 3.5. Và cái 3.5 á thì nó, cái debug của nó còn giới hạn lắm. 3.5 cái debug nó còn giới hạn lắm. Chúng ta chạy từng bước á thì nó chạy không được. Tôi sẽ minh họa cho coi là nó chạy không được nè. Nó chạy được nhưng mà nó không có lấy được cái hàm kia. Chúng ta sẽ có là cái phần hệ khách chứ không, lưu trữ trên hệ khách đâu rồi, không đây. Đây tôi sẽ chạy tới cái phần này nha. Run nè, anh chị sẽ quan sát nè, nó tới đây rồi không. Rồi tôi giả sử tôi bấm F11 phải không ạ. Tới đây tôi bấm F11 cái nữa là các anh chị sẽ thấy nó sẽ bảo là sao, nó bảo là không thể tự động là cái step vào trong cái server, nó không xác định được cái gì ở trên, nó không cho chúng ta chạy thì bắt tiếp nữa, phải không ạ, hiểu không. Thế thì tôi minh họa để cho các anh chị hình dung á. Tôi sợ máy của các anh chị là cái phiên bản nó có một số người chưa có tải cái phiên bản mới á, còn máy các anh chị nếu mà đủ rồi thì các anh chị chuyển lên nên sử dụng là cái framework khoảng 4.5. Chuyển thì chuyển cả hai nha. Ở đây nó có 4.6.1 nữa nè, thôi tôi xài cái 4.5 được rồi. Đổi cái framework là 4.5. Ở bên này chúng ta cũng phải đổi cái framework là 4.5. Đổi lên cái framework nó cao hơn, phải không ạ? Rồi, bây giờ sau khi đổi xong cái framework nó cao hơn rồi, chúng ta mới chạy lại thì các anh chị sẽ thấy nó khác đi. Nó vẫn chạy được như thường thôi, phải không ạ? Chúng ta bấm F11 nè. Các anh chị thấy nó nhảy qua luôn, nó debug qua bên đây luôn nữa. Còn rất nhiều máy của các anh chị mà framework thấp quá thì phải chịu, phải không ạ? Nó gọi tới cái hàm đọc gốc này, hàm đọc gốc này nó lại gọi xuống cái hàm đọc gốc dưới này. Ở đây nó sẽ là một cái chuỗi. Không có gì hết trơn thì cái kết quả trả về của nó đọc dữ liệu ra là dataset. Rồi từ đó nó get. Qua cái phần này thì chúng ta không cần. Rồi ở đây nó sẽ get XML thôi, là nó lấy được cái phần đó. Nó mới trả kết quả về. Nó trả về cho thằng tầng dịch vụ. Tầng dịch vụ này mới trả kết quả về cho bên đây. Rồi bên đây là tiến hành gọi là bạc rồi nó đi thôi, chứ không gì hết trơn luôn nữa. Rồi nó trả kết quả về đây. Thì để minh họa cho các anh chị cái kỹ thuật để mà gọi của nó. Còn ở đây á thì thực sự là nói tiếng là 6 hàm. Chứ còn là các anh chị thực chất là các anh chị làm á là chỉ làm hai hàm. Là những cái hàm còn lại chúng ta làm tương tự. Chúng ta phải xem lại cái cục bộ nha. Mà trong hai hàm đó thì thực ra cái hàm ở phía server thì nó rất là giống như là cái hàm cục bộ của chúng ta. Tức là chúng ta chuẩn bị tham số, tại vì cái tham số của cái hàm mà ghi mới nút nó là một cái chuỗi XML. Thì chúng ta làm sao biến cái nút này thành ra là một cái chuỗi XML. Rồi mình gọi đi. Sau khi mình trả về á thì cái string này là tùy các anh chị có thể xử lý với cái kết quả trả về. Là tại vì nếu mà nó có được ID rồi á thì là chúng ta phải cập nhật ID, thấy không ạ?
Còn đối với ở cái hệ mà hệ hệ phục vụ á, thì là ở đây nó có cái chuỗi CML, thì là các anh chị sẽ biến cái chuỗi CML này thành ra là cái nút, phải không ạ? Thì là chúng ta mới tiến hành ghi mới nút, thì nó giống như cục bộ rồi, rồi chúng ta trả kết quả. Ở hệ phục vụ dễ biết hơn, hệ phục vụ đương nhiên là chúng ta sẽ phải có cái kết hợp của nó. Trong hệ phục vụ thì là dễ biết hơn, chúng ta tách nó ra, phải không ạ? Chúng ta chỉ cần là batch của nó tạo ra là cái nút, là cái kết quả mọi thứ là nó trở về giống như là lập trình ở trong cái hệ cục bộ. Hiểu không? Các anh chị không cần phải tạo. Thì trước là tôi đã có hướng dẫn căn bản tạo dịch vụ rồi, thì ở trên cái bài mà để mà minh họa và vừa là để làm bài tập này á, thì tôi tạo sẵn cho các anh chị hết rồi. Tôi tạo sẵn hết cho các anh chị để giúp cho các anh chị có thể thực hành được nó nhanh, hiểu không ạ? Thì đó là cái phần về minh họa. Thì xem có ai có gì thắc mắc không ạ? Các chị có thắc mắc gì hay không? Mọi thứ nó rõ ràng chưa? Tất cả những cái concept, tất cả những cái kỹ thuật mà tôi trình bày ở trên cái bảng hồi nãy đó, bây giờ là nó đều được thể hiện ở đây một cách rõ ràng nha. Tôi không biết là nói với các anh chị rõ ràng chưa. Thì sau bao nhiêu năm dạy rồi tôi mới thấy được rằng là dạy mà kỹ thuật á thì phải chịu khó thôi, phải chịu khó, nó phải tốn thời gian, phải cực. Cái dạy mà về mà kỹ thuật á thì không cần phải nói cho nhiều vô đồ này nọ tất cả mọi thứ rồi luôn á, thì nhiều khi nó cũng vô nghĩa. Mà cái chính á là sao, là phải thấy một cái chạy đàng hoàng ở trong cái chuyện đó. Tất nhiên cái giao diện thì nó thấy dễ, còn cái này nếu mà cho cái gì luôn, cái sụt này luôn nữa thì không còn gì để nói nữa hết, phải không ạ? Thôi không có ha, cái nội dung bữa hôm nay thì mặt kỹ thuật là tôi nghĩ là như thế là ổn rồi, là các anh chị chắc là làm bài tập được đấy, nhưng mà phải tốn thời gian, phải suy nghĩ đó. Còn đây là cái bài tập nha, cái bài tập của chúng ta thì là nó có hai bài tập đó, tôi mới để mà cho nó sâu hơn đó. Nó có hai bài tập. Bài tập thứ nhất là có một tuần thôi. Bài tập này thì là các anh chị chỉ biết 6 hàm thôi. Thực sự ra là 9 hàm. Không, 6 hàm thôi. Trong 9 hàm đó thì là tôi biết. Xin lỗi nha. Ồ, quá. Nó tôi đã biết cho các anh chị 3 hàm rồi. Tức là tổng cộng là 12 hàm. Nhưng mà tôi đã biết cho các anh chị tất cả là 8 hàm rồi. Đúng không ạ? Thì là các anh chị chỉ còn viết thì 6 hàm rồi, phần nửa rồi. Các anh chị còn viết phần nửa nữa thôi. Còn cái bài tập 2 á thì 2 tuần. Bài tập 2 2 tuần. Nhưng mà trong 2 tuần này á, tức là bắt đầu từ bây giờ trở đi á nha, là 2 tuần á, thì nó có thời gian của bài tập 1 nữa. Tôi không yêu cầu các anh chị phải làm hết, cho phép các anh chị tùy chọn một trong hai bài. Một là cái bài tập 1 nhưng mà có hình, thì làm sao có hình đây. Cái chuyện mà hình ở trên internet cũng là một vấn đề rất là thú vị. Hai là chúng ta lập trình cái ứng dụng quản lý nhân viên 2, nhưng mà không cần làm hết, chúng ta chỉ cần làm hai chức năng thôi. Một chức năng là tra cứu nhân viên theo ngoại ngữ, và một cái là thêm mới một nhân viên thôi, các bạn.
Còn cái dữ liệu thực hành thì là toàn bộ những cái phần này thì là tôi đã mô tả ở đây cho nó rõ thôi, để dành cho anh chị nào không có đi học online, các bạn. Chứ còn nãy giờ tôi nói là các anh chị cũng đã biết, là tôi đưa ra như thế là đã biết rồi, các bạn. Tôi chỉ yêu cầu các anh chị kiểm tra bổ sung những cái hàm này để bổ sung những hàm này thôi. Được chưa? Mọi thứ nó rõ ràng hết chưa? Đó, đây là view layer là cái gì, business layer là gì, data layer là gì, service layer là gì, business layer và data layer. Ở trong này thì thực ra cái class nghiệp vụ hệ phục vụ này nó cũng không có xài bao nhiêu. Rồi vậy thôi nha, bữa hôm nay chúng ta sẽ dừng lại ở đây. Tôi nghĩ rằng là cái phần này là cái cần chính nhất đối với các anh chị là cái kỹ thuật, và tôi đầu tư cái công sức, cái thời gian vô là chuẩn bị cho các anh chị kỹ ở trong cái phần đó, phải không ạ? Rồi thì như thường lệ thì là trước khi kết thúc thì tôi chào các anh chị, và năm nay là tôi dạy một cái hướng hoàn toàn mới so với mọi năm đó nha. Thì cứ mỗi lần như thế thì tôi sẽ rất là muốn là nghe cái ý kiến của các anh chị, thì các anh chị chịu khó gửi cho tôi ý kiến của hôm nay là tiếp thu hoài được như thế nào. Chúng ta có hình dung được và chúng ta có nghĩ rằng là chúng ta sẽ làm bài tập được hay là không. Chứ còn mỗi năm tôi cố gắng là cho các anh chị hiểu thật kỹ phần lý thuyết, thì có thể nghe giảng xong là các anh chị hiểu rất là hay, nhưng bắt tay vô trong làm lập trình thì lại khó, mà chúng ta không có một cái hình dung rõ lắm về cái chuyện lập trình. Năm nay thì là tôi nói cái phần lý thuyết ngắn thôi, nhưng mà tôi lại minh họa kỹ thuật, tôi chuẩn bị hết, và các anh chị sẽ có một cái cảm giác rằng là mình cũng hiểu đó, nhưng không biết là lập trình này như thế nào đây, ở đây mặc dầu mình đã thấy được như vậy rồi, không sao hết, mình phải bắt tay cho mình làm, phải không ạ? Rồi các anh chị gửi ý kiến cho tôi đi, tất cả gửi ý kiến coi hôm nay là tiếp thu bài như thế nào, cảm giác như thế nào cho tôi biết đi nha. Rồi hân chào hết tất cả các anh chị nha. Hồi quá. Có mấy người gửi cho tôi hết đi nha. Còn thắc mắc thì cứ gì gửi thêm không sao hết, tôi còn ở đây. Còn đương nhiên trong một tuần của chúng ta sẽ có thời gian, chúng ta làm được hai hàm, thí dụ như chúng ta làm được cái hàm về hàm dễ nhất là hàm cập nhật á, hàm dễ nhất là hàm cập nhật, hàm cái hàm đó đầu tiên đi cũng được, hàm đó dễ nhất á, dựa trên cái tư tưởng của cái phần cục bộ á là biết rồi. Có người nói cũng hơi bỡ ngỡ, nhưng mà tôi không biết bỡ ngỡ về mặt dịch vụ hay là trong cái phần bài tập vừa rồi chúng ta có làm hay không, chúng ta chưa có làm cục bộ được tốt á thì cái phần này là sẽ thua đó nha. Nếu mà chúng ta bản thân cái cục bộ của chúng ta mà chúng ta làm chưa có ổn luôn nữa thì không có được đâu. Được ba người cho ý kiến rồi, còn lại hai người nữa. Phạm Vũ Anh với Ngô Từ Lãng đó, còn lại ba người nữa, hai người nữa ít lắm, hai anh chị này dường như ít khi nào cho tôi ý kiến lắm.
không biết là ở đó là đi uống cà phê hay là đi ăn rồi gì rồi mất tiêu luôn rồi, chắc là không còn ở đó luôn nữa quá. Thì tôi hỏi mấy lần không có lần nào gì trả lời gì cho nhà vốn vậy đó. Rồi thôi chào các anh chị nha, hẹn gặp lại trong tuần sau ha. Đây là cái nội dung cuối nha của mình rồi đó.